Hello, chào tất cả mọi người. Em lên cái video nhá hàng trước cho các bác nhé. Đó, sau đó em sẽ làm video chính em lên sau này. Hôm nay em về được một lô kính lúp này. Đó, được độ cần này cái, còn một hai cái nữa em chưa vệ sinh nhé các bác. Về được một ít van MC này. À, ít nối nhanh, hàng rất là xịn nhá. Xịn thế nào thì sau tí nữa em sẽ view cho các bác. Đó, hàng nối nhanh MC này. Đó, nguồn này các bác này. Đồ linh tinh này các bác. Vẫn còn khá là nhiều nhé các bác. Đó, em không có thời gian em bày thêm, nhưng mà hôm nay chỉ lên thế thôi. Một cái con nguồn phát ion này. Đó, mà nó lại kèm cái súng nhé, rất là hay nhé các bác. Đó, inox này em còn khá là nhiều này. Đó, inox còn một ít nữa này. Và về thêm được một con, hôm nay em săn được một con đá mài này. Mài hai đá nhé, rất là xịn sò, đẹp gần như mới này các bác này. Đó, đẹp gần như mới. Một con bơm này. Và một con quạt rất là khủng này. Quạt khủng lắm các bác ạ. Đó, quạt này của Dexton nhé các bác. Và sang bên này. Bên này thì em có về được một cái cuộn Ruro này. Đó, một cuộn Ruro này rất là xịn sò nhé các bác. Một cuộn Ruro cuốn dây. Đây là dây rửa xe nhé các bác. Rất là xịn. Đó, sau tí nữa em sẽ đo chiều dài cho các bác và lên giá cho các bác nhé. Đấy, chưa kịp lên giá. Chỗ này là inox này. Đó, có một tấm duy nhất thôi. Rất là ngon. Chỗ này thì về được mấy tấm này các bác này. Đó, 3-4 tấm mà. Tấm này chưa cả kịp lên giá nhé các bác. Sau tí nữa video chính sẽ lên giá chỗ này mấy tấm nữa này. Đó. Và chỗ này thì là vẫn là meca và nhôm này. Sau tí nữa em sẽ lên meca và nhôm cho các bác nhé. Em lướt lướt qua trước cho các bác xem thôi. Đó. Chào các bác. Hẹn gặp lại các bác video chính khoảng độ 20 giờ nhé các bác.